Đó, ở trong video trước của chúng ta chúng ta đã tìm hiểu về cái thằng uh, local filter rồi và chúng ta đã làm một cái ví dụ về nó rồi thì ở trong video lần này chúng ta chúng ta sẽ đăng ký nó dưới dạng thằng global nhá và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là liệu là khi mà sử dụng nhiều các ký filter thì nó sẽ ưu tiên như thế nào nhá Uh, chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta uh, sử dụng với cái dưới dạng thằng local ấy thì uh, uh, cái nhược điểm của nó thì chúng chúng ta đã à, biết rồi khi mà chúng ta học về mấy cái uh, uh, commonland này thì nó chỉ hoạt động được ở trong cái phạm vi của thằng commonland đấy mà thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn đăng ký mà chúng ta sử dụng trong tất cả những cái khác ấy, thường thì mấy cái thằng lower case và thằng uppercase thì chúng ta thường thì chúng ta sẽ mang ra local à mang global chứ không bao giờ chúng để nó ở dưới dạng local để làm chi cả. <laughs> đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái thằng code của chúng ta nhé Chúng ta thấy rằng là đây Chúng ta sẽ thay vì việc chúng ta sử dụng thằng local này chúng ta, Bây giờ chúng ta đăng ký một cái global Thì global này đây thì chúng ta hoàn toàn có thể là tạo một cái thằng 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 gì ta Thằng Global Thì bây chúng ta hoạt động là chúng ta sẽ là view thôi Chúng ta chấm cái chúng ta gõ thằng filter ra Đúng không? Và giờ chúng ta đặt tên cho nó Ví dụ ở đây mình muốn viết hoa Sẽ là to up per đúng không Ok. Viết đúng không ta? À, cái đi, viết sai thì chúng ta viết lại nhé Không sao cả. Ở uh, function. Uh, function ở đây thì giống như ở bên global thôi. để là chúng ta phải cần một value để chúng ta hứng về. Ở đây chúng ta hứng bằng text, thế nên mình sẽ để nó là text. Các bạn nhớ là cái thằng này các bạn đặt tên là cái gì cũng được nhá, bởi vì đây nó là tên biến để hứng mà thôi thì nên là các bạn không nhất thiết phải đặt trùng với thằng text ở bên kia đâu nhá. Đấy, thôi là ở đây mình đặt thành value đi các bạn lại cứ lúc lỗi lại không không biết mình đang lỗi ở đâu rồi bây giờ bây giờ chúng ta cho return đúng không? chúng ta cho return thằng này thiếu chấm phải này rồi, chúng ta cho return thì return là chúng ta chỉ cần là value thôi chấm bây giờ chúng ta thực hiện cái thằng uh, viết hoa thôi là upper case mong là mình nhớ đúng cái tên hàm này rồi giờ mình đã cài dọn s lại thì giờ mình chỉ cần việc mang sang bên kia thôi thì mang cho bên kia bây giờ đây thì để mà sử dụng nhiều các cái thằng filter cùng một lúc thì chả có gì cả chúng ta chỉ viết tiếp ở đây thôi Ờ <laughs> à, bây giờ chúng ta sẽ lật tu đúng không gạch ngang à, gạch ngang thằng ở thằng 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 gì nhỉ à, app okay, đúng không à, bây giờ nó cả chọn s lại bây giờ chúng ta ngoài trình duyệt trong chuyện gì xảy ra nhá ok như vậy đã viết hoa rồi đúng như cái ý đồ của chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta cái câu hỏi ngay từ đầu video đấy là thế vậy thì rút cuộc là nó sẽ hoạt động như thế nào khi mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng nhiều các cái thành phần cùng một lúc. Thế giờ mình sẽ cho mọi người thấy nhá. Bây giờ chúng ta chúng ta không cần phải phải, phải hỏi ai đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm một cái công việc rất là đơn giản thôi. Đấy là chúng ta sẽ copy cái thằng này, cắt cái thằng này. Và chúng nó mang xuống cuối thì liệu rằng là bây giờ nó sẽ nghe thằng nào. Đúng không? Đó, thì giờ chúng ta sẽ <laughs> ra ngoài Chrome. Rồi như vậy con thấy rằng ở đây thằng Hello Everyone với VZ đã được thực hiện Rồi thì như vậy thì qua cái 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 phép thử này chúng ta sẽ rút ra một cái kinh nghiệm Đấy là uh, rút ra một cái kết quả là khi mà chúng ta sử dụng nhiều thằng filter cùng một lúc ấy Thì nó sẽ làm công việc đấy là nó sẽ pe dần à, Nó sẽ pe dần theo thứ tự của thằng filter mà chúng ta nhập vào Ví dụ ở đây mình nhập là text và mình thu uppercase case à, Thì nó sẽ pe sang chữ thường sau đó nó pe sang chữ khoa Đúng không? À, chữ khoa rồi nó pe chữ thường mình nhầm <laughs> Đấy, được cái nhỉ rồi Đấy, thì nó chỉ có thế thôi lâu với gọi bồ thực ra thì nó cũng chả khác nhau là mấy đâu mà à, thực chất là cái việc đấy là à, chúng ta làm lại rồi chúng ta làm dưới dạng của bồ thôi với một cái lưu ý khi chúng ta sử dụng nhiều cái thằng filter với nhau thôi Nhá, rồi trong video xong ta tiếp tục tìm hiểu về thằng vts này nhá ở à, video này thì mình chỉ 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 dừng ở đây thôi nhá mỗi ngày một tí thôi nhé